Chào mọi người, mình là viên khoa học y nhiễm y khoa chuyên sâu. Nay mình vừa tổng hợp xuất huyết tiêu hóa bằng phương pháp tổng hợp mà mình đã được học, bao gồm một số nội dung chính như sau. Đầu tiên là về định nghĩa. Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng máu thoát ra khỏi lòng mạch của ống tiêu hóa và trong lòng ống tiêu hóa. Về vị trí, xuất huyết tiêu hóa cao thì bắt đầu từ thực quản đến góc Chen, và xuất huyết tiêu hóa thấp là từ góc Chen cho đến trực tràng. Về nguyên nhân, xuất huyết tiêu hóa cao do một số nguyên nhân như sau: chảy máu thực quản như giãn vỡ tĩnh mạch thực quản hay là do loét dạ dày tá tràng. Về xuất huyết tiêu hóa thấp, đối với hẫng hồi tràng, nguyên nhân có thể là do lao ruột, lồng ruột hay u ruột. Về đại tràng thì có viêm loét đại tràng hay là ung thư đại tràng. Đối với chẩn đoán xác định, triệu chứng cơ năng, bệnh nhân thường có một số biểu hiện như sau: nôn máu, đi ngoài phân đen, tụt huyết áp, mạch nhanh nhỏ. Ngoài những triệu chứng chung đó ra thì còn có một số triệu chứng riêng như ở xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Bệnh nhân có triệu chứng của xơ gan, bao gồm vàng da, cổ trướng, lách to, tuần hoàn bàng hệ hay là phù châm. Cùng với đó thì làm một số xét nghiệm suy giảm tế bào miễn dịch bao gồm công thức máu, huyết sắc tố, hematocrit giảm, tiểu cầu, albumin, BT giảm, bilirubin tăng và nội soi để chẩn đoán xác định. Đối với xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, tiền sử bệnh nhân có loét dạ dày tá tràng và dùng thuốc giảm đau không steroid hay là aspirin. Về triệu chứng, bệnh nhân thường đau ở vùng thượng vị và không có triệu chứng xơ gan. Cận lâm sàng, công thức máu có huyết sắc tố, hematocrit giảm và nội soi cũng để chẩn đoán xác định. Tiếp theo là về chẩn đoán mức độ và nguy cơ chảy máu. Về chẩn đoán mức độ xuất huyết tiêu hóa có 3 mức: nhẹ, vừa, nặng, dựa trên các tiêu chí như sau: mạch quay, huyết áp tâm thu, hồng cầu, HB, hematocrit. Tiếp theo là phân tầng nguy cơ chảy máu theo bảng phân loại Forest và bảng phân tầng nguy cơ theo RUPCON. Bảng phân loại Forest, nguy cơ cao: 1A là máu đang phun thành tia, 1B là rỉ máu, 2A là có mạch máu nhưng không chảy, 2B là có cục máu đông. Nguy cơ thấp: 2C là có cặn đen, 3 là đáy sạch. Tiếp theo là bảng phân tầng nguy cơ theo RUPCON chung. Về tuổi, một điểm là từ 60 đến 79, 2 điểm là trên 79 tuổi. Về sinh hiệu, một điểm là mạch lớn hơn 100, 2 điểm là huyết áp nhỏ hơn 100 mm thủy ngân. Về bệnh lý kèm theo, đối với 2 điểm thì có bệnh tim mạch như là suy tim, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim và một số bệnh nội khoa khác. 3 điểm thì bệnh nhân có suy thận, xơ gan, các bệnh ác tính. Kết quả nội soi, một điểm là malari waste, không có tổn thương. 2 điểm là một số chẩn đoán khác và 3 điểm thì có bệnh ác tính đường tiêu hóa. Về chảy máu trên nội soi, chảy máu trong ống tiêu hóa, Forest 1, 2A, 2B sẽ được 2 điểm. Về đánh giá, nguy cơ thấp thì sẽ từ 0 đến 2 điểm và nguy cơ cao là từ 3 đến 7 điểm. Tiếp theo là về chẩn đoán phân biệt. Đối với thực quản thì ngoài ca thực quản ra thì còn chẩn đoán với loét thực quản hay là polyp. Về dạ dày tá tràng thì bao gồm là loét, rách tâm vị chảy máu hay là ung thư. Về đường mật thì có ung thư đường mật. Về mạch máu thì có dị dạng mạch máu. Trên đây là bài tổng hợp của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu có điều gì thiếu hoặc sai, mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người rất nhiều.